bàn số 5. Xin mời tất cả các thí sinh đứng trước và nghe chủ đề.
Thank you.
先先送精品。我唔係計肉包。
20 phút rồi, được 20 phút.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, chúng ta còn 10 phút. Thank you.
Các kỹ thuật viên chú ý chúng ta có 5 phút. Các kỹ thuật viên chú ý, chúng ta nghỉ dừng lại 5 phút.
Thời gian nghỉ kết thúc, tôi xin mời các tiếp viên đứng trước chiếc xe của mình để chuẩn bị cho buổi tiếp theo. Thời gian thi của phần hai bắt đầu.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
cần phải chú ý là chúng ta có làm được.
Xin chào các quý vị và toàn thể các bạn thí sinh. Thì buổi thi chung kết của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin mọi người chào các bạn. Xin cảm ơn các khách đã ngồi để chúng ta thí sinh. Xin mời các khách nghỉ ngơi một lúc. Còn các bạn thí sinh thì xin các bạn ở lại.